Mẹ bảo ra cái mo nó đánh phải nhà hơn bao nhiêu, nó phải đi vòng. Cho anh á. Chỗ đấy chỗ chỗ tao bảo cái mo. Thôi tay em bảo cái này tao bảo chú về. Ờ. Còn tay thì thích có tay thì làm việc ra mo lốt cái chỗ kia được. À em ở đây rồi nên em vâng anh em cố gắng lên cho xi măng có 1.000 lượt theo dõi nào. À có 1.000 vâng chia sẻ nào, 1.000 like 1.000 chia sẻ nào. Ngày đầu tiên ra mắt của xi măng. Cao nhất là 850. Không, mấy mục tiêu là phải là đấy. Mới lập thì được mà. Ông trò treo cao, ông từ mới lập 100-200 để tuần tuần. Đấy, hai ông cứ vâng. Tết rồi, quả đầu đéo ăn được. Mà không ai đúng không? Ông vô thường kim 10. Không, bây giờ em phải học cách tự tin đấy anh em ạ. Em phải học cách tự tin. Xàm tiếp. Mà cái khi này xì bên mình lại một lần tứ cung kìa. Trận trước tứ cung, y hệt quân trận trước. Ôi, à trận trước là hai su một baby một Egypt. Thì trận này lại là hai baby một su một Egypt, bên kia đẹp hơn đấy. Có Mark, có Hit, có AC. Mà trận này mình đoạt đánh được 4 cũng chiến được. Cũng có Sam, cũng có Egypt. Đây là Summer đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi này. Baby Lon của Nhất. Xi măng Baby. Và cuối cùng Quýt Egypt. Và anh em chờ chút cập nhật quân. Hoàng Mai Nhi cầm Sum. Baby Nhất Baby. Và Măng. Măng cũng baby à. Xin lỗi Quýt Egypt. No 1 là người cầm Mark. Khóc vô lệ là người cầm Rick. Exciter. Đấy, anh Exciter đấy em, bây giờ em xin em phải gọi anh Exciter. Đấy, là người cầm Hit. Và cuối cùng game thủ vô thường người cầm AC. Team Hà Nam này mai đang quyết định gạ đánh Thái Bình full. Rất hổ báo. Tầm này bằng mai anh em nhá. Được 1k view mai có kèo Hà Nam full Thái Bình luôn anh em. Được 1k lượt theo dõi, tôi hứa tôi thề tôi đảm bảo với anh em. Bèo thì cũng phải đánh với Sky full. Hoặc là Thái Bình full. Bây giờ tầm này Game TV full cũng không xoắn. À không xoắn đấy, hôm trước vừa thua 3-1 thì 3-2 nhỉ. Rồi hôm đấy là mình đen. Cảm giác hôm đấy mình đánh cũng hay nhưng mà mình thua. À cảm ơn Mỡ Gấu hôm qua là người đã chuyển khoản bằng hai củ nhá. Trời ơi, bảng rồi. Thôi anh ơi, thôi vâng, không em đùa một lần thôi, anh em không thích thì thôi. Vâng, nãy có người dọa em này, em sun cả vòi rồi. Đấy, nãy có cái anh gì anh ấy dọa đấy. Dọa quan hệ với lại mẹ em thì em cũng sợ lắm. Thôi tốt nhất là thôi. Còn anh em chửi mình thì mình quen bị chửi rồi, anh em cứ chửi thoải mái. Anh em chửi thì tôi vẫn được tiền. Anh em cứ chửi là tôi được tiền rồi, thì tội gì mà tôi không nghe anh em chửi. Anh em chửi nhưng tôi có lương. Hàng tháng tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn thu nhập tốt.
Tôi vẫn nuôi được vợ, tôi vẫn nuôi được con, thì tội gì tôi không nghe chửi. Đây là Babylon của game thủ văn nhất. Bình thường, có quả phụ. Kích 8 tròn. Và anh báo về cho kích 10 tròn bài này, bài đấu sumo. Anh em cứ bảo giống Tuyền Văn Hóa, nhưng thực ra mình cũng chơi không biết ông Tuyền Văn Hóa là ông nào, nhưng cũng là stream ông nào ấy. Mình cũng chỉ nghe tiếng Tuyền Văn Hóa, thực ra cũng chưa bao giờ nghe Tuyền Văn Hóa nói. Không biết là nói như thế nào. Có được hay như mình không? Không hay bằng à? Trời, anh em nói tốt thế. Dân kịch 10-15 cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bên kia nô một cầm mác C, điểm số nâng cao, khả năng là một bài lên đời sớm. Biết sớm mà đi dò đây. Ở 7%, bên kia có 13% đấy. Kích cuối 10. Xi Măng cũng sang 11. Văn Nhất kích rồi. Xem Văn Nhất đi. Rồi, Nhất đang quay về chém kẹp. Màu mấy là người kẹp xăm đây. Chưa thấy hai chọc choạc gì. Ủa, Mark C lên đời rồi này, nhưng Xi Măng dâng Nga. Mark C lên đời rồi, nhưng Xi Măng kích 11, Xi Măng dâng Nga, bài rất nhiều vòi cho Mark. Bách thì bắt được con giò của nhà Mark C rồi. Đỉnh 12 giờ thế nào? Không có ai, không thấy ai kẹp em map này à? Bài đang dâng L, dâng A là khá tốt dành cho Xi Măng. Bắn được hơn chục dần của Mark C rồi. Văn Nhất tham 31, quýt bảo vệ là cần hết. Tham 44 rồi.
Bạch đổ gánh thằng 33 vẫn cảm giác mấy mà đánh khỏe đấy nhỉ. Bài đẹp một phát đánh khỏe ngay. Cam quýt tham này 50. 39 đến từ game thủ Xi Măng. Bắn được rất yếu, một bắn tiếp là một bắn fit luôn này. Mark C lên sớm nhưng không làm được gì. Mark C lên sớm nhưng không làm được gì trận này. Xi Măng một trận dần là quá hay. Đập anh ơi đập, còn chém một tiết. Và 2L thì tuổi gì đỡ đây, có một bà thằng kê. Vâng, đánh thế này thì bên kia sẽ cực kỳ mất tay. Vâng, thao tác mồm trao đổi là hơi nhiều. Vì vâng, phải cứu nhà thì Mark C. 5-3 thì quýt rồi. Hoàng Mà Nhi đầu cánh vẫn tham lại là 40. Và Mark C gần như chính thức team. Đánh hỗn mã dành cho Hoàng Mà Nhi. Mark C là fit rồi đấy. Vâng, nhất và 31 này. Khỏe thích nhá. Vâng, mùa 2 định đi Dummy, Grick in Dummy nhưng bắt được dân Dummy. Tham 30 thì cho văn nhất rồi. Nâng đầu vàng lên. Ai giờ vẫn sẽ thiết kế y à. Bên kia còn hai nhà cung. Bên kia còn mùa 3, mùa 4 đánh cung. Hit và AC đấy. Bên kia cung tuyển hơn. Rồi vậy e tốt đến từ Nhất. Nhất đánh quá khỏe ngày hôm nay. 32. Chưa ai chăn thằng 2 đâu. Xi Măng 40. Xi Măng đang bắn được fit mark rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục vào trong. Tham Lai bên mình đang cân. Tham Lai vẫn đang cân thì hiện tại các nhà cứ xem như nhau. Bạch Tham 41. Bên mình vâng nhiều nhà có nhà. Quy Tham 60. Nhất báo về là bay mà tơn rồi và bị đâm y. Mùa 2 Xi Măng sẽ bắn. Vâng, Xi Măng bắn nhau mùa 2 đi rồi. Sẽ ôm Hitty trước. Hitty loại quần dễ lên 4. Bên mình đông quân lắm đấy, bên mình tất cả các nhà đều đông quân. Ờ, nhiệm vụ rưỡi chị tâm này về không em ơi. Quýt rồi, bắt tân này của Hitty nào. Ủa, Hitty không chú ý đâu. Hitty nó đang bắt tay điều quân ở nhà nữa. Kệ nó đi ôm rồi Hitty trước đã. Bách đang rất đông quân, Bách tham này 50 đầu cánh. Vào đi cho quýt 200 vàng lên đấu máu. Một bài đánh đầu cánh, Mark C vâng. Hitty đang phải kề nhà cho con Mark C. Không nào, Exciter là một game thủ không đánh chủ lực tốt được đâu. Cam quýt tham lại là 70, ôm Hitty trước. Quýt cần tăng A chưa? Có một tên quân của AC đẩy vào đây, nhưng số lượng là không nhiều. Quýt vẫn sẽ đỡ được. Vâng, Xi Măng dâng A tham lại vẫn 40. Đánh quá khét ngày hôm nay đến từ các cầu thủ Việt Nam này. Quýt quay lại, quay lại không Quýt. Vào Hitty nó chết đấy, nó không có nhiều đâu. Không được khóc thôi. Đường vô thường định níu nêu trồ ơ. Vâng, Xi Măng và Hoàng Mi đang có định vụt đi, xông lên, vụt. Vâng, phải lấy được nhà Hitty từ đâu này. Quýt ở nhà sẽ đỡ những nhà AC. Quýt không đỡ được phải báo nhá. AC bên kia đang to đấy, nhưng bên mình cả bốn nhà đều còn tham. Bên mình cả bốn nhà đều đang còn tham. Xi Măng thì vẫn đang sóc nhà đều. À, Hitty biết ngay bắt đầu đào vàng mà. Biết ngay quyết định đào vàng lên 4 trong Hitty mà. Quý tham 60. Quý tham không to lắm đâu nha, quý thì cứ 60 đi đấy. Trận này một trận đấu mà bên mình phải châu quân. Hoàng Mà Nhi 61 như vậy là vâng. Một bách đầu cánh chém tham còn hơn chủ lực. Vai cả lều. Ông Hoàng Mà Nhi đầu cánh đến chém tham còn to hơn tham chủ lực Cam Quýt. Cứ vần vờ nó chết thôi. Hay là thôi bỏ nó sang ốp thằng AC nhỉ. Ờ. Quý tham 65. Bên kia báo về là rất nhiều dân. Bên mình đông quân thì bên kia đông dân. Còn nhất 30. Tham Lai làm sao nhất là Tham Lai cần à. Bây giờ phải giết được AC. À, giết được con Hitty này cơ. Xi Măng tham 32. Quýt 70 phải giết được một con Hitty. Hoàng Mai Nhi 70.
sạch đầu cánh nhưng vẫn có tham lai to. Lại một thế trận đánh đầy 4 thì bên mình là có Egypt, có Sumer và có hai baby lord. Đầy 4 bên mình dễ đánh hơn, ít quân vàng hơn. Bên kia gần như mặc định tính là 4 quân vàng rồi, AC hit lên 4 cũng sẽ đánh hot. Mark ở đích thì chắc chắn là vàng rồi. Đánh đầy 4 lâu dài thì bên kia không có cửa với bên mình. Nhiều quân gỗ hơn. Quý tham 75, 4 cái định ốp lên. Sợ cái tì lên 4 hay không nhỉ? Bạch tham đầu cánh tham 80, quá hay thì Hoàng mày nhỉ? 60 dân của game thủ mùa 4. AC thì không sợ, bên mình tham đang đè nhá. Ồ, càng đánh càng đè đấy. Ồ, ui, không được khóc đi lỗi này. Không, từ tuần này chưa ăn được chạy. Nhất tham 43, cảm giác hai nhà đầu cánh đang thi đấu cực kỳ hay. Bên kia vấn đề là không có quân đi quản, ông nó một lên sớm không làm được gì. Anh Bắc đã bắt đầu nhận đồ bơm được chưa đây? Cảm quýt 73, cầm Egypt. Đầu cánh Hoàng nhìn những tham lai đang to hơn chủ lực. Về lều. Bác sẽ đánh kiểu lên 4 luôn. Bây giờ thì không ai đụng thì nó chả dí. Thằng 3 nó mất tay. Điều biết là Hitty chắc là đánh như thế, họ sẽ để cho Hitty lên 4 thôi. Chứ AC cũng không lên 4 làm gì. Bác đang đánh kiểu hỗn mã. Bản đồ hết rồi, nhất báo về đã có một tơn bản đồ con, game thử văn nhất đang sồ nhà mùa 4 một tơn. Ui giời ơi, bằng nhất băm tơn này hay lắm em ơi. Hay lắm em ơi, nhất ơi, băm tơn này hay đấy. Hay đấy, hay. Nhất băm được một tơn đau ở nhà mùa 4 này. Băm một tơn rất đau ở nhà mùa 4 và game thủ văn nhất. Vâng, tham lại 50 thì nhà văn nhất rồi. Nhất đang băm một tơn vào nhà mùa 4. Tơn này nó tạm yếu một chút. Âm 400 đồ đào 300 vàng là cho game thủ mùa 3. Nhất băm một tơn cực hay, bất thình lình giật mình xô vào nhà mùa 4 một tơn. Mùa 4 tơn này sẽ siêu mất tay. Mang báo về mùa 3 sẽ bị bắn tên này yếu. Vâng, các nhà bên mình phối hợp này là cực kỳ bay. Đấy, đang cảm giác Nghệ An là đang hơi đuối. Vâng, 7E thì nhớ Quýt, Quýt tham lai 67 thôi. Quýt tham lai không quá to, ở nhà xấu. Hoàng mày nhìn kích 4 chưa? Kích 4 rồi. Bên kia không lên 4 là không có cửa đâu. Dường như đang kích 4 là nhiều hit tin. Bọn Bách làm luôn 2 cái ca cho nó chuất. Thằng ốp cái nó còn chết cơ. Thôi tầm này để Bách đi đẩy đi đẩy thôi. Tầm này để Bách đi đẩy và vâng, nhà mùa 3 chưa lên 4. Bà chết rất nhiều dần rồi. Xi măng đang bắn ở trong 47 dành cho xi măng. Bắn nhất vẫn 41. Bốn nhà bây giờ chuyển về thế đánh cung lờ. Và đặc biệt đỉnh cao là Hoàng Mai Nhi đầu cánh tham lai 100 to nhất bản đồ. Không thể tin được. Mùa 3 lên 4 xong rồi. Đường ca to cho Hoàng Mai Nhi. Bắn chặn. NPC nữa đang đổ máu. Sắp tân hot đầu tiên. Họ là hot hitty. Bên mình là những con hỗn mã của Sumer và kẹp ca. Kẹp cả ca lên cho Sum. Cảm quyết 74 và một lúc nữa quyết sẽ là người kích 4. Vạn nhất 39. Xì mạng 40. Vâng, trận đấu này cả 4 nhà đều còn tham vì vậy tôi quay màn hình máy lên liên tục. Vâng, thành bại không bại thực ra cái tên công ca này thua cũng không sao vì mình thì cả 4 nhà đều còn tham. Đánh đời 4 không được khóc, không được đánh giá chủ lực cao. Không được khóc, không được đánh giá cao trong khoản đánh đời 4. Giữ được lên ca to nào. Ca to rồi. Tiếp tục một nhà ca nữa cho Hoàng Mai Nhi. Anh Bách còn cái lửa chưa lên nhá. Anh Bách còn cái lửa chưa lên vào 12 cộng 2 trước. Nên ưu tiên 12 cộng 2 trước so với cái lửa. Vâng, ca to.
Hit không thủ ca là hit chết chặt. Hit không thủ ca là kit chết chặt. À quên lỗi, xin lỗi hit. Vâng, quên lỗi, xin lỗi. Méo hết cả mồm. 12 cộng 2 cho ca rồi. 12 cộng 2 cho ca thì bây giờ thì vào và giết thôi. Nâng lửa dành cho Hoàng Mai Nhi. Làm quyết sắp kích 4 rồi. Chỉ mang 60. Nhất tham 3A. Trở lại với màn hình máy phạt công ca của Hoàng Mai Nhi nào. 3A và 5K. Vâng, hit đi, vâng, bay luôn. Vâng, cố gắng anh em lên 1K nào. 850 anh em ơi. 150 anh em nữa nào, cố gắng lên 1K nào. 1000 anh em theo dõi kèo đấu của Xi Măng nào, cố lên. Trong ngày mở bát, trong ngày khai xuân. Khai xuân mở bát. Vâng, bây giờ mới thủ ca và ca con thì nhớ hit đã. Ca con thì nhớ hit đi, vâng. Ca to thì hit rồi. Có ca to thì hit đi rồi. Nhưng mà đây là 15 con ca của Sumo. Cho xin cái tuổi để ca hit đỡ với. Vâng, tầm này chưa chắc đã phun được công nghệ cơ. Ôi, vâng, con ca, ui ôi, ca sum kìa. Ca sum cái tốc độ xuất của nó như tốc độ tuốt của tôi vậy. Nó tuốt liên tục, ngày nào cũng tuốt. Tôi tuốt thì nó cũng chỉ tuốt ngang thế này thôi. Rồi, xin mang báo về được 4 chết luôn, vào đi. Quýt, quýt đâu, vào nhà được 4 đâu, 3 không. Quýt còn đang bị 4 đẩy cơ. Anh em vào đi, anh em vào nhà ấy đi. Nó đi sai thì được vô thường. Hay quá, không thể tin được. Không thể tin được, quá hay dành cho các game thủ bên phía team Hà Nam. Một trận đấu đỉnh cao của Hoàng Mai Nhi, đầu cánh đánh hỗn mã tham lai to nhất bản đồ và chủ lực lên 4. Không thể tin được. Đầu cánh đánh hỗn mã tham lai to hơn chủ lực. Vâng, ca Sumer nó tuốt kinh thật đấy, vâng, cảm giác mình tuốt luôn, còn thua ở ca Sumer. 2-0 thứ 2.